Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay là một ngày Giáng sinh ở bên Hàn này. Không biết là ở bên Việt Nam mình năm nay thì có không khí Giáng sinh gì nhộn nhịp không? Chứ còn ở bên Hàn ấy thì nói chung là yên tĩnh lắm mọi người. Ở những cái thành phố lớn ấy thì người ta trưng bày các thứ rồi, nhưng mà cũng hạn chế đi chơi hơn ở những cái năm ngoái rồi. Ở khu nhà mình thì chỉ có những ai đi nhà thờ thì người ta có thể đến nhà thờ hoặc là người ta cầu nguyện trên online chẳng hạn ấy. Tại vì bây giờ những cái nhà thờ bên Hàn ấy là những cái nơi mà phát sinh ra nhiều bệnh nhân dịch nhất ấy, cho nên là người ta cấm. Nghĩ đi nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật đấy, đã còn mấy ngày nữa là hết một năm rồi ấy. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân mình ấy, cái năm 2021 thì đối với mình nó có quá nhiều điều xui xẻo này, cho nên đang đếm từng ngày một để cho nó qua đi, xong hy vọng là năm mới sẽ có nhiều điều may mắn hơn là cái năm vừa rồi. Chứ năm vừa rồi đúng là một năm gọi là không có một cái điểm gì tốt đối với mình luôn ấy, thực sự luôn. Bây giờ là mình đang ở bên cạnh quán của cô này, đang ra hỏi cô là xem có bán cái bánh bánh ăn Giáng sinh nào đẹp đẹp không, rồi mình mua cho đông quá thì mình chưa ăn. Thực ra là mấy cái cửa hàng tiệm bánh nó cũng nhiều lắm, nhưng mà mình muốn cô có làm không thì mình mua ủng hộ hai chị em. Hai đứa nó sáng ngủ dậy bảo mẹ hôm nay Giáng sinh mà không có gì, bảo bây giờ có gì bây giờ, chả nhẽ ùn ùn ra ngoài đường chẳng có cái gì hết. Thế là hôm nay mình lại đến trường của Đông Gơn á. Trời ơi, cách ly mà phải có gì nhỉ, phải có nhân viên ở bên tỉnh ấy quản lý, như hàng ngày như thế nào là mình phải làm giấy tờ các thứ này. Trời ơi, mệt ghê. Từ sáng giờ anh Su cứ bảo là hôm nay thì Giáng sinh không có gì đặc biệt à. Mình bảo rồi sáng Giáng sinh định như mọi ngày chứ làm cái gì có cái gì. Thế là vừa nãy trong lúc mình đi ra ngoài thì anh bảo là vừa nhận được một cái thùng đồ gì to lắm, mình nghĩ chắc là quà Giáng sinh hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ vào quán cơm mình hỏi mua bánh, xong rồi sau đó mình sẽ về nhà xong rồi mở ra xem là cái gì nhá. Vừa về đến nhà này thì thấy có một cái thùng hàng người ta để ở cửa ganh giao hàng đó. Bây giờ mình sẽ mở ra hôm nay là cái gì nhá. Cái này là quà Giáng sinh đó. Đây này. Mình đi ra ngoài cho nên là người ta có nhà, có người trong nhà mà người ta không có gọi ấy, người ta để cửa xong người ta đi mất. Mở được cái bên này là cũng không có sợ trộm nhất. Tại vì ở đâu nó cũng có camera. Hôm nay Giáng sinh nhận được quà nha. Ua, gì đây? Cái bùi đó. Ôi, còn nguyên đá này. À, trời ơi. Ua, mọi người. Ôi, vẫn còn sống, vẫn còn sống. Ôi, giật cả mình. Ôi, đúng rồi. Tạm ở đây đã. Này, cua hồng ngon chưa? Wow. Trời ơi, xin chân thành cảm ơn người tặng nhé. Có một con kiểu như là người ta ướp đá rồi nhưng mà kiểu mới mất đấy sao. Mới mất, mới bị hy sinh này, to cho mọi người ơi. Hai con này nằm, con này ở bên Hàn người ta gọi là con không phải cua hồng nhỉ, nó cao cấp hơn là cua hồng, gọi là cua đại nhỉ, gọi là cua đại đi. Ui, đây này, khoe cho mọi người xem quà Giáng sinh của em ngoan. Có một con nó vẫn còn sống. Khá là to nhỉ. 5 con. Ui, thích chưa? Thế là Giáng sinh năm nay lại là một ngày có ý nghĩa. Cái này chắc là mình sẽ cho ngâm vào nước để cho nó nhạt đi này, sau đó mình sẽ cho vào hốc nha mọi người. Đó, để vào đây. Ra là mình
biết tin là được tặng cái này rồi, cho nên là mấy hôm trước mình về quê đi mượn nồi của mẹ mình lý do như này này. À, bây giờ làm sao nhỉ? Trời ơi, còn tươi nguyên mọi người ơi. Đấy. Thế bảo cái con này ăn là cái phần thịt này là cái phần đùi này nó nhiều thịt này, phần chân á, phần càng đó. Wow. Người ta cho bao nhiêu là đá, đến tận bây giờ mà đá nó vẫn còn chưa tan hết á. Rồi bây giờ trong khi đợi cái cua này khoảng mình ngâm trong vòng khoảng 30 phút này, sau đó mình sẽ chuẩn bị hấp. Hôm nay chắc là chỉ ăn một món cua này này. Cái cua này thì ở bên Hàn thường là người ta ăn cái chân, còn cái mình người ta sẽ cho cái cơm vào xong trộn ăn mọi người ơi. Ăn kèm với lại kim chi hoặc là mình cho một chút dầu mè vào trộn lên ấy, nói chung ăn khá là ngon. Chưa. Bây giờ thực ra là tất cả các thành viên trong gia đình là đều ở nhà nha mọi người, nhưng mà lý do yên tĩnh là tại vì mỗi người một nơi. Chồng mình thì anh mệt anh nằm trong giường, còn hai đứa mỗi đứa ở phòng. Buổi sáng chơi với nhau, còn buổi chiều là Minchu thì nói chuyện với bạn Minchu, còn Đông Ngô thì nói chuyện với bạn. Lại không có gặp nhau được ấy, cho nên là cứ hỏi Giáng sinh có gì không, nên là nói chuyện kiểu bôn dơ le như mình ấy. Thì hôm qua có rất là nhiều anh chị cô chú hỏi thăm anh Su, thì mình mua thuốc tây cho uống thì cũng đỡ nhiều rồi mọi người, không có sổ mũi hay là ho gì nữa. Nhưng mà để cho an toàn ấy, chắc là ngày mai anh sẽ ra sở y tế anh ấy kiểm tra lại một lần nữa. À, em Minju. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Trời ơi, tóc tai này. Chả nhẽ này mua cái tăng đơ cắt hết đi. Bây giờ ở trong đây mình đã cho khoảng 2 lon bia vào rồi mọi người ơi. Nước nó sôi thì mình sẽ cho em này gọi là cho lên thớt luôn. À, mình phải ngửa cái bụng của nó lên như này này. May quá nhà mượn được cái nồi to. Mẹ mình bảo là dùng xong để luôn đây chứ đừng có mang về quê nữa. Tại vì đến Tết này các thứ là mẹ mình hay làm đồ cúng này. Trước đây là bà cũng bảo mình mang về rồi, nhưng mà nhà chật không có chỗ, thì là mình cứ lúc nào cần rồi mình mới lấy. Còn em cho tiếp vào đây. Ôi dồi, có cái nồi rộng rãi thích chưa. À, bây giờ đậy nắp vào xong hấp tầm khoảng 20 đến 25 phút là được. Đã xong rồi, khoảng 20 phút. Ôi trời, quỳnh quỳnh. Ôi trời ơi, còn mấy cái ghẹ nó bị rụng ra mà. Tí không cho vào. Đó, đã xong. Đấy, bây giờ chỉ đợi xong rồi ăn là được thôi. Mình thì mình sẽ chấm với lại muối chanh tiêu đi. Còn anh Su thì sẽ chấm với cái tương chin su hoặc là tương của Hàn ấy. Có nhiều chị cứ bảo là làm cái chấm hải sản ấy, nhưng mà thực sự là mình kiểu không hợp với mình ấy. Có nhiều chị khen ngon, nhưng mà mình ăn mình thấy bình thường, nó ngọt quá mình không thích. Bây giờ em Minchu là đang bỏ hai cái bánh của cô này này. Đó, nhìn rất là hấp dẫn, bỏ ra đĩa xong tí cả nhà ăn. Cô làm ngon lắm, di chuyển sang đây con. Đó, bỏ vào đây. Ui, trông đáng yêu chưa? Xinh nhẹ mà cái này ăn ngon lắm. Cô nhá, cô làm quán cà phê nhưng mà cô toán mua cái loại hạng 1 ấy, dâu tây ấy. Ngày nào hái là cô mới mua, chứ không phải là sử dụng cái loại kiểu nó hơi héo héo đâu. Trông thích nhỉ, mấy bạn trẻ là hay chụp hình các thứ đó. Cắm thêm một cái thông Noel cho nó có không khí. Được rồi, đó. À trông à. Michi không nhỉ? Anh chịu, chụp cho Michi cái tấm hình nào. Michi, sao chín chích chà. Tay mình run hết ta, trời ơi. Ôm ma phố xe ở ít phút kìa. Được rồi. Răng lợi. Rồi. Đã xong mọi người ấy. Ủa, khá là ngon. Bây giờ để đây. Chồng mình thực ra là anh mới ngủ dậy ấy, kêu mệt xong lại xuống hút thuốc rồi. Đúng là vợ có thể bỏ thuốc, không thể bỏ đời toi ấy. Mình sẽ để ở đây. Hôm nay ăn toàn màu đỏ này, cua cũng đỏ. Mình bóc thử một cái nha mọi người, khá là ngon. Không biết có nhìn gì không cơ. Không học ta. Anh lại nhận thách bê cho mình đó. Ngộ. Thùng đồ của mình. Thôi để hết ra đi ăn đã. Trời ơi. Ô bác sĩ sai không? Nè. Bây giờ mình sẽ ăn cơm nhá. Chắc là mình sẽ lấy cái trứng của nó cho một cái chậu to, xong rồi mình trộn.
Chào các bạn, cảm ơn cô quay cùng. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nhé. Đó, để gần đây. Đi cô lượt. Nè, con quên thì má xin ăn cơm. Ok. Con bảo cho đông con nó ăn. Trưa nay là nó không có ăn cơm mấy. Mình không có kéo nào nhỉ. Con bảo là sao mẹ này có hai cái nước sốt mình nhờ chấm muối ớt này với chim su cắt ra bác hồi nãy thực ra là mình đã ăn thử một cái rồi ngon mọi người cắt hết cái càng của nó ra là xong rồi cái thân thì mình sẽ ra trộn với lại cơm nhá. Chuẩn bị một chậu cơm như này. Nó xuất sáng nha. Đây. Gà không cơ. Chin su. Hai cái nó giống nhau, hai đứa mình lại chỉ ăn có chin su thôi. Lại không ăn mà. Có mất quả. Quay gì đây không? Không ăn cái chất lắm. Thì đó. Mẹ nhưng mà ăn thử cái. Cái cầu sốt. Chồng mấy anh lại sử dụng cái kéo ăn cua hoàng đế. Ôi. Không ngon không? Chồng ơi. Mình cho cái muối tiêu. Còn tắt cắt hành gì con? Wow. Ngon lắm mọi người ơi. Nó ngọt ngọt. Dai dai. Cắt hết rồi tại vì hai đứa mình tay nó yếu nó không cắt được đâu. Không có gì. Bộ bạch rồi. Phải anh thành ngon. Không biết ở bên Việt Nam mọi người có tiệc tùng gì to ăn Giáng sinh không? Bên này thì không có gì hết. Wow, đây là cái trứng luôn hả mọi người? Nhìn ngon chưa? Thơm lừng luôn. Không có mặn gì nhá. Quay cơ bọc. Ô, chú xa. Cái ngon. Cạo hết đây xong tí trộn với lại cơm. Mình cho lá kim vào này. Kim thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây này. Kim này với lại dầu mè đó. Ai ăn ngon miệng. Ủa vậy tôi không mua để đấy hả? Chú xin mua để ghé 한마디. Xin cảm ơn. Chúng ta mua về Hàn Quốc. Hàn Quốc hay là thế không? Thôi Hàn Quốc. Em nói xin cảm ơn người tặng. Đúng không? Xin mắc kết xem mì ta. Đó. Thằng là con sẽ ăn giỏi. Mắc kết bảo ngon lắm mẹ ơi. Ok. Ngon. Không nghe muốn ăn. Ngon là được biết rồi. Mì đông quân nó không cạn. Thật là nó tươi. Thực ra cái con này mà mình gửi đi mà mong nó sống là khó đấy. Tại vì nó nhanh chết hơn mà. Cái con cua con đẻ đó. Mà nó rất là tươi lắm. Chứ không có bị gọi là thối hay gì hết. Bên trong không có một tí đất cái sạn nào luôn. Cái okay, hai đứa nhà mình nó tự làm cho mình nhà. Chứ hồi nhỏ mua cái này về nó chỉ khổ mình thôi. Hai vợ chồng ngồi bắp cho nó ăn. Wow.
ăn ngon là lần sau mình hỏi chỗ đó, xong rồi mình lại đặt cho hai chúng ta. Cái này xoay mấy rồi xíu không? Ừ. Ở bên chú, quá thân quá thân. Ừ. Nhưng mà là thịt nó nhiều lắm. Nó không có bị lép. Ở Việt Nam mình có cái con ghẹ Cà Mau à? Cua Cà Mau á, mình chỉ nghe danh thôi, chưa bao giờ được ăn con đấy. Mà không biết là bên hàng các chị có bán không? Ừ. Ăn kèm với wasabi. Wasabi. Trời ơi, cái này lâu lắm mọi người, chắc là mình ăn trước rồi. Không tí hết rồi. Hơi thô một chút nhưng mà thật, mình cứ ngồi mắc cái kia tí quay ra là hết cả trên đùi chứ. Đây này, cái này chắc là mình phải cho mọi người xem. Khá là ngon nè. Sao nó cứ mờ mờ ta. Wow. Đây. Chấm lại tiêu. Wow. Ngon quá. Ngon lắm. Ngon không? Ừ. Ngon mà ăn chậm hết. Nghĩa chay cho nó khá. Mày bướm mặt gì á? Hóa ra mày. Ừ. Mọi nó năng con. Ừ, nó có thể thấy sạch rồi. Là ăn chút để thay. Xin chào bạch sạch. Ừ, xin chào bạch sạch. À, anh khen ngon rồi. À. Bên chú nhà mình nó bóc chậm. Thì nó bóc xong này hết. Ăn cái càng rồi đến chỗ cơm ăn. Bánh ngon lắm. Không ngon cho mô sớt. Mẹ mô sớt. Không ngon cho mô sớt à. Mọi người mặc cách của nó. Chứ chưa bao giờ chưa 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 nghĩ đi nghĩ lại mình nhớ là cô mình mua ở đây mất mấy chục nghìn, hoặc là mình đi quán cô mình mua hơn, thế là mình nhớ là cô đó chứ. Thì mua được hai cái này, đúng còn hai cái cuối cùng. Bắt đầu bảo là sợ để cô bán thì mình lấy một cái, cô bảo chị ơi chắc là hôm nay lại thế nó không có khách mấy, thế là mình lấy hai cái. Nhà bố cái gì nó cái khác chứ rồi. Ừ. Bố nó cắt không? Bây giờ mình bổ cái này cho đồng ngôn nó ăn. Wow. Ừ, cái trứng của nó nhiều chưa? Cho cơm ăn. Không biết là thời bây giờ như nào, cái đợt mình mà chưa lấy chồng ấy, đi làm công ty xong rồi đến ngày Giáng sinh bắt đầu ra chợ mua táo đỏ này, một quà tặng bạn, tặng lẫn nhau ấy, nghĩ ngày nay vui. Ôi trời, có chút quả mặt rồi. Cạn lốt cả cái này mọi người, toàn là gạch ấy. Mình cứ tưởng cái này nó đắng mà nó không đắng tí nào, nó bùi bùi ngon lắm. Béo béo. Rồi, bây giờ cho lá kim vào trộn. Cho hết vào đi. Trời ơi, nguyên một nồi luôn, nguyên một chậu ấy. Bây giờ anh Xu anh sẽ trộn lên xong rồi cả nhà mình ăn chung ở đây luôn.
hoặc là cho là một cái đĩa nhỉ. Nhà mình ăn mọi người có thể là hơi bề bộn ấy, nhìn nó hơi bề bộn nhưng mà đúng là từng người Hàn người ta ăn như thế này á. Kim một huyết mà. Anh bảo sao mình cho nhiều kim đấy, cho nhiều kim mới ngon, nó mới thơm chứ. Đồng hương đẹp trai hết. Đồng hương nhà mình ấy. À nha. Đồng hương nhà mình không có đi cắt tóc được, nên là mình cắt cho cái mái ở nhà mà nó đang kêu kìa. Đẹp trai thế kia mình còn. Đợi tí đã. Quá sắp nhắm một xíu. Đây. Ăn cái rổ. Rồi ăn. Cái này mình sẽ dọn đến cho nó gọn nữa rồi. Không tí ăn luôn cả bánh kem nữa đi. Bỏ thế á? Ăn cho nó hết nào. Ăn. Mấy cũng được ăn rồi. Phải sao? Chúng ta sẽ ăn cái gì? Không được bút rồi. Ừ. Quá. Ừ. Trông xinh lắm chứ. Ừ. Không có. Ừ, cứ ra rồi á. Hay mà nó hơi nhạt cái trong chứ gia vị mà. Trời ơi, xin xuống ra cả. Có bao cuộc sức cho mà nhỉ, cho chắc. Ừ. Reaction. Cúc kia reaction. Ôi ngon đấy. Đang ăn nghệ nhưng mà Minh Chu bảo mẹ con cắt cho mẹ một cái miếng ngon nhất. Thế là Minh Chu đang cắt này. Wow. Thực sự là ngày xưa mình bánh kem này, kẹo bánh các thứ là mình không có thích ăn đâu, nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ thì lại thấy ngon. Ừ, đúng rồi. Wow. Đúng cái món nó thích. Giờ ăn cái này xong rồi sao mình dọn dẹp cái gọi là bãi chiến trường đi. Dọn dẹp nguyên cái chỗ này nữa. Chắc là hạ vào chồng mình dọn cùng. Trước đây là mỗi lần ăn xong là mình dọn, bây giờ mình bảo là ăn thì ăn cả nhà. Lúc dọn nó có mỗi mình tủi thân, thế là chồng mình anh ấy bảo cả hai đứa dọn cùng. Thì thôi hôm nay mình chắc là dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ, nhớ đăng ký, bấm like và đừng quên rung chuông nữa. Với lại là một lần nữa chúc tất cả các anh chị em với cô chú một mùa Giáng sinh gọi là vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt, bye bye. Còn nhìn mặt Minju kìa, trắng mịn.